Phó Cục trưởng C50 chết trong phòng làm việc. Theo nguồn tin, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 chết trong phòng làm việc. Sáng nay ngày 4 tháng 5, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an được phát hiện chết trong phòng làm việc tại trụ sở làm việc Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Hiện C45 Bộ Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra. Trong vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50. Ông Võ Tuấn Dũng là thuộc cấp dưới quyền của cựu tướng Hóa. Sáng nay, Đại tá Dũng đã lên cơ quan lúc 6 giờ sáng và khoảng 7 giờ thì sự việc trên xảy ra. Phòng làm việc của ông ở tầng 9 tòa nhà Tổng cục Cảnh sát. Về thông tin Đại tá Dũng tử vong, trả lời Vietnamnet, Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an cho hay, Đại tá Dũng đã đột tử trong trụ sở làm việc và được phát hiện sáng nay. Đại tá Dũng sinh năm 1963, công tác tại Cục C50 từ khi cục này được thành lập, giữ chức trưởng phòng tham mưu, ông được bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng C50 trong khoảng 2 năm trước. Bắt trùm ma túy là cựu cảnh sát, lộ diện hung thủ vụ giết người 1 tỷ. Bắt trùm ma túy từng là cựu cảnh sát, trong sự nghiệp hơn 10 năm đối đầu với tội phạm ma túy. Nhưng vụ án Nguyễn Tiến Dũng, tức Dũng Mượt, 45 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, được Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, Hà Nội, đánh giá là chuyên án thành công trọn vẹn. Khi bắt được thủ phạm, thu tang vật và mở rộng hết đồng phạm trong đường dây, Thiếu tá Thắng nhớ lại, khoảng tháng 6 năm 2014. Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên phát hiện ổ nhóm có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu, để tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo nhằm qua mắt các trinh sát. Dũng thu nạp đệ tử của mình, chủ yếu là thanh niên trẻ, trong đó có cả sinh viên tham gia, để dễ dàng điều khiển nhóm thanh niên này đi nhận và giao hàng. Dũng cho chúng ăn, ở và sử dụng ma túy thoải mái tại nhà mình, còn Dũng đứng phía sau chỉ đạo và sẵn sàng phủi tay nếu bị phát hiện. Thời điểm phát hiện ra Dũng Mượt chính là kẻ cầm đầu đường dây tội phạm ma túy trên, bản thân Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng và anh em trong đội hết sức băn khoăn, trăn trở, bởi trước đó Dũng từng công tác tại Công an quận Long Biên. Sau khi bị cho ra khỏi lực lượng do dính líu đến nợ nần, cờ bạc, Dũng đã tổ chức một đường dây buôn ma túy tổng hợp, số lượng lớn từ Trung Quốc sang Lạng Sơn và đưa về Hà Nội tiêu thụ. Dũng trước đây công tác ở vị, bởi vậy, ở góc độ tình cảm, không bao giờ muốn nhìn Dũng bị bắt vì vi phạm pháp luật, đặc biệt là lĩnh vực công tác của anh em. Nhưng trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm như ma túy, thì không có ngoại lệ, Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng nhận định. Thiếu tá Thắng cho biết thêm, điều khó khăn nhất của vụ này là Dũng hiểu được các biện pháp nghiệp vụ trong lực lượng công an, đồng thời biết mặt các trinh sát viên nhiều kinh nghiệm của đội ma túy. Nhà Dũng lại nằm ở vị trí độc đạo, chỉ có một lối đi duy nhất, ngay đầu ngõ ra vào. Dũng bố trí 2 camera quan sát và có người trực trong nhà, nên rất khó để các trinh sát tiếp cận mục tiêu. Bản thân Dũng cũng không trực tiếp giao dịch mua bán ma túy với khách, mà sử dụng các đối tượng sinh hoạt ở nhà Dũng. Nhưng với quyết tâm không để phát sinh điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quận, anh Thắng cùng các đồng chí trinh sát trẻ mà Dũng chưa biết mặt, hóa trang thành những người bán xôi, mua đồng nát, để áp sát và theo dõi cách bố trí của nhà Dũng. Những đối tượng thường ra vào nhà Dũng. Một khó khăn, vất vả nữa, trong chuyên án này, là do Dũng có thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, liên tục thay đổi số điện thoại liên hệ, Thiếu tá Thắng cho biết. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày 19 tháng 6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định thời cơ triệt phá chuyên án đã đến, ban chuyên án đã quyết định bố trí một tổ công tác gồm 9 đồng chí bắt số đối tượng ra khỏi nhà Dũng đi giao ma túy. Tổ công tác còn lại gồm 11 đồng chí áp sát khu vực nhà Dũng chờ lệnh. Đến 18 giờ 20 cùng ngày, ban chuyên án đã bắt giữ 2 đàn em của Dũng Mượt đang trên đường giao hàng, thu 1 túi ma túy đá và 208 viên ma túy tổng hợp.
tổ công tác còn lại ập vào nhà Dũng, khiến hắn không kịp trở tay. Thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Tiến Dũng, ban chuyên án thu tang vật gồm 16 viên ma túy tổng hợp, một túi ma túy đá, 2 cân điện tử dính ma túy. Khi bị bắt, Dũng mượt gần như chết lặng, và 9 ngày liền tiếp, hắn không hé răng một lời. Đến ngày thứ 9, với lời động viên chân thành của thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, cùng với những chứng cứ thu thập được từ các đối tượng, Dũng bắt đầu khai nhận với thái độ khá thành khẩn, và những lời khai của anh ta hoàn toàn trùng khớp với lời khai của những đối tượng tham gia trong đường dây. Từ lời khai của Dũng mượt, cơ quan điều tra đã khai thác mở rộng, bắt giữ tổng cộng 13 đối tượng khác trong đường dây. Làm rõ từ tháng 5 năm 2014 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tiêu thụ 6 kg ma túy đá, 2.800 viên ma túy tổng hợp và 50.000 viên hồng phiến trên địa bàn Hà Nội. Trung bình mỗi ký ma túy dạng đá, người đàn ông cầm đầu đường dây lãi 400 triệu đồng. Lộ diện kẻ giết người thuê giá 1 tỷ. Ngay sau khi bị bắt, Dũng mượt được phát hiện có dính líu đến phi vụ hợp đồng giết người thuê với giá 1 tỷ đồng một mạng. Bản hợp đồng được ký miệng giữa Dũng mượt và một cặp vợ chồng không quen biết ở Bình Dương. Nhớ lại thời điểm vụ án ma túy do Dũng mượt cầm đầu, thiếu tá Thắng cho biết: "Lúc đó, tôi bất ngờ nhận được điện của chỉ huy phòng nghiệp vụ công an Hà Nội. Cấp trên đề nghị tôi lên hỗ trợ công an tỉnh Bình Dương phối hợp làm rõ một vụ án Dũng cùng đồng bọn gây ra ở Bình Dương. Lúc đó, tôi đoán Dũng mượt chỉ liên quan đến án vụ ma túy nào đó ở Bình Dương, chứ không biết hắn là kẻ chủ mưu giết người." Vị phó đội trưởng nhớ lại: "Theo điều tra, sáng 6 tháng 1 năm 2013, Dũng và đồng bọn di chuyển từ Hà Nội vào miền Nam, mang theo súng để truy sát anh Nguyễn Tấn Phú theo hợp đồng. Vụ án này Dũng được ứng trước 500 triệu. Sau khi nhận tiền, Dũng thuê hai người ở miền Bắc vào trong đó. Khi đã xác định được đặc điểm xe đối tượng đang đi, bọn chúng vờ tạo ra va chạm giao thông. Sau đó gõ cửa yêu cầu lái xe hạ kính, rồi dùng súng bắn. May mắn cho nạn nhân, những kẻ giết người thuê nã đạn trượt. Anh Phú thoát chết. Khi nắm được vụ việc, tôi nói anh em, đối tượng này đã từng làm trong ngành, cho nên để đấu tranh được đối tượng không hề đơn giản. Anh em ở Bình Dương vào đấu tranh chắc chắn sẽ khó khăn, không hiệu quả. Chính vì vậy, hôm đó tôi có đi cùng anh em Bình Dương, nhưng tôi có yêu cầu anh em ở ngoài để tôi trực tiếp vào đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tôi đã khiến nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình." Thiếu tá Thắng nhớ lại: "Sau khi ra Hà Nội, một lần nữa giáp mặt với người cán bộ đã khuất phục mình trong vụ án ma túy, Dũng mượt tiếp tục được nghe anh Thắng động viên và sớm kể rành rọt vai trò chủ mưu trong vụ án 1 tỷ lấy mạng người." Ngoài lần bắt cựu cảnh sát, trong năm 2014, thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng còn cùng đồng đội khám phá chuyên án triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, thu giữ 106 bánh heroin. Đường này hoạt động trên tuyến Sơn La, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, do Nguyễn Văn Trình, 49 tuổi, ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La cầm đầu. Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Long Biên, Hà Nội, được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc, một trong 20 thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2. Tuy nhiên, khi nhắc đến những thành tích anh đạt được, anh chỉ nói đó là công lớn của cả tập thể và sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên. Cả họ bí thư huyện làm quan đúng quy trình. Ông Đậu Minh Ngọc sinh năm 1960, quê thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch liên tiếp trong 2 nhiệm kỳ trong 10 năm. Sau đó, ông giữ chức bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020, nắm quyền lãnh đạo suốt thời gian dài. Có dư luận cho rằng ông Ngọc đưa nhiều người họ hàng thân quen vào làm việc tại các phòng ban đơn vị quan trọng trong bộ máy huyện nhà. Cụ thể, ông Dương Thanh Hải, con chú vợ ông Ngọc, được bổ nhiệm làm giám đốc ban quản lý các công trình công cộng huyện. Bà Võ Thị Phương Như, cháu ruột của ông Ngọc, được chuyển từ doanh nghiệp về làm kế toán huyện. Chồng bà Như là ông Phạm Minh Hùng, giữ chức bí thư đảng ủy xã Phú Hòa. Ông Hùng nằm trong diện luân chuyển cán bộ khi chưa là huyện ủy viên. Con rể ông Ngọc là Phạm Thanh Hải vừa được điều chuyển từ một doanh nghiệp về làm công chức tại Ủy ban Kiểm tra huyện. Bà Dương Thị Nhung, em vợ ông Ngọc, từ kế toán trường chuyển về làm chuyên viên phòng tài chính huyện. Chồng bà Nhung là ông Phạm Trọng Hoa, cũng là cán bộ ban quản lý ODA huyện Quảng Trạch.
Đáng nói, tại phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch có tất cả 10 biên chế, 4 lãnh đạo thì có 3 người phó trưởng phòng đều là người nhà ông Ngọc và vợ ông này. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bình lấy con chú vợ ông Ngọc, ông Trần Hiếu Nghĩa có vợ là bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học xã Phú Hòa, gọi ông Ngọc bằng cậu, ông Dương Ngọc Tú, phó trưởng phòng cũng là bà con bên vợ ông Ngọc. Ngoài ra, còn nhiều người khác cùng làng và có bà con với ông Ngọc như Vũ Thị Mai, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cháu ông Ngọc, Võ Xuân Nghi, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Nguyễn Thanh Hiền, giám đốc Đài Phát thanh huyện, bà Nguyễn Minh Thuận, phó trưởng phòng tư pháp, bà Phạm Thị Thanh, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, ông Phạm Quang Hưng, phó giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện, ông Dương Tiến Dũng, phó chủ tịch Hội nông dân huyện. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Quảng Trạch có đến 18 người làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đều cùng thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, quê hương bí thư Đậu Minh Ngọc và đều có họ hàng với vợ chồng ông Ngọc. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao động, ông Minh Ngọc thừa nhận có nhiều người thân, con cháu giữ các chức vụ nêu trên, nhưng chủ yếu là bà con sơ sơ và đa phần cùng làng chứ không phải là thân thích. Ông Ngọc cũng phủ nhận việc mình nâng đỡ hay can thiệp trong vấn đề tuyển dụng bổ nhiệm người nhà thân quen. Theo ông Ngọc, ông Dương Ngọc Tú, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, chỉ là người cùng làng. Còn về con rể Phạm Thanh Hải được chuyển từ doanh nghiệp về làm cán bộ ủy ban kiểm tra huyện ủy thì đã xem xét qua nhiều ban ngành xét tuyển theo đúng quy trình, chứ không hề lách luật như dư luận nghi vấn. Ông Ngọc cho rằng không nên nhìn vào hiện tượng của sự việc mà hãy nhìn bản chất để phán xét, bởi người giữ các chức vụ trên đều được đề bạt bổ nhiệm đúng quy trình, họ tố cáo vậy tôi cũng rất bức xúc. Phía con cháu học hành đàng hoàng phải trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có năng lực mới được tổ chức cân nhắc đề bạt bổ nhiệm, chứ đâu phải ai cũng bổ nhiệm được đâu, ông Ngọc phân trần. Ông Trương Ngọc Linh, trưởng ban tổ chức huyện ủy huyện Quảng Trạch cũng xác nhận các mối quan hệ nêu trên, họ đều có năng lực và phẩm chất tốt, đều nằm trong quy hoạch mới tiếp nhận và bổ nhiệm được, không có trường hợp nào làm sai nguyên tắc vì quy trình hoàn toàn đúng, ông Linh khẳng định.